Nhìn lại một năm thì tập đoàn cũng thấy rằng là cái đầu tư vào cái nhà máy này tại Việt Nam là tính hiệu quả đã tăng lên khá rõ rệt bằng chứng là cái volume và cái gọi là cái sản lượng sản xuất. Cải cách và quyết liệt của chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương trong cái việc mà cải thiện cái môi trường đầu tư và các cái chỉ tiêu con số đấy của nền kinh tế. Số ấy cũng là không quan trọng bằng chất lượng đầu tư nước ngoài. Chúng ta thấy rằng là một cái hiện tượng như tôi nói lúc nãy là năm 2016-2017 có đến 5-6 cái trung tâm R&D được mở tại Việt Nam. Là thực tiễn vẫn có những cái băn khoăn liên quan tới FDI. Một là những cái doanh nghiệp lớn chưa phải là những doanh nghiệp từ các khu vực phát triển cao cấp, ví dụ như là Mỹ, ví dụ như EU, mà trong top 10 nước về cơ bản vẫn là châu Á. Định hướng tới đây là có sự thay đổi chiến lược thu hút FDI. Chúng ta thu hút những đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam mang lại hiệu quả thực sự và không gây lại ô nhiễm môi trường, bây giờ những cái gây tổn hại môi trường. Và cái thứ hai là chính phủ sẽ, như tôi nói, sẽ có những...